coi quá trời nè. Mình vô mình coi. Bán ống sữa đường nước nè. Chú xô, có người có người mua tủ nè. Set 4. Mấy cái nhỏ nhỏ hả? Có mấy cái ở cây táo này ngọt vậy? Mình tham quan chiếc xe cảnh sát nè. Kinh ngàn với ở trước nó có kính luôn. Cái kính ngàn ở đằng trước. Lần đầu tiên phải gọi là lần đầu tiên được chạm vô được chạm vô xe cảnh sát Mỹ. Hello, xin chào buổi sáng cả nhà nha. Hôm nay hôm nay là cái ngày cuối tuần mà chờ dẫn mấy đứa nhỏ đi đi dạo vòng vòng mấy bạn. Đó, trong cái khu nhà của mình nè. Anh nhà thì dắt bé nhỏ. Tôi nói nắng quá trời luôn. Đó, còn mình thì đây. Hai gờ. Hai cô chú đi coi. Hai. Dẫn mấy ảnh đi đi bộ vòng vòng nè. Ở trên cái khu gần nhà mình nó có mở một cái food truck. Những cái lễ hội của người địa phương ở bên đây á bạn. Bây giờ dẫn mấy đứa nhỏ đi chơi cuối tuần. Do là gần nhà nên là mình không có đi xe, mình đi bộ luôn. Đi bộ tập thể dục luôn. Bữa nay nắng quá trời. Trời ơi, cái này cái táo nè. Ngay cái hẻm nhà mình đó bạn. Vừa mới đi ra nó có cái cây táo. Ừ, táo á. Mà nhỏ xíu, trái nhỏ nhỏ mà nguyên cây luôn. Nó trổ nguyên cây luôn. Táo gần quá. Thấy gờ táo này, thấy gờ. Táo mà nhỏ xíu à cô chú ơi. Này, trái nhỏ xíu à. Được không? Được chứ, mình nghĩ chắc được chứ. Anh đỡ thấy gờ lên hái cho anh, nó phái hái lắm kìa. Hả? Hái trái khác rồi, nguyên cây luôn á chứ hả? Ngay chỗ cái hẻm nhà mình vừa mới đi ra nè. Ôi ôi, nắng quá trời luôn. Nắng quá trời luôn anh nhỏ. Ăn thử coi. Chua chua ngọt ngọt. Hơi chua ngọt à. Nhưng mà hơi chua thì hơi nhiều. Thôi đi. Mấy cây táo rừng này là ven đường là nó có nhiều lắm. Thường thì mấy cái đường phố, mấy đường mà cho người ta đi bộ á là đều có những cái cây táo này nó mọc ven hết mà. Những căn nhà sát đường. Mà bên đây thì ít có ai mà mua nhà sát đường để ở lắm. Nó bất tiện lắm. Xe cộ đồ này kia nó ồn. Với lại á, nhiều khi có tiệc nhà mà có tiệc tùng đồ người Việt, nhà người Việt Nam mình đó bạn, thì hay có ha tiệc tùng đồ này kia á, thì nó sẽ bất tiện lần cái là không có chỗ để xe. Mẹ đang bán hả? À, ở trên đây có một căn đang bán nè, để mình quay cho bạn xem nè. Căn này đang bán nè, 3 phòng hả? Đây căn này, căn trước cũng đang bán luôn nè, co sale luôn nè. Đó, căn này mới nè. Mình quay cái căn này cho cô chú anh chị mình xem. Căn này mới xây nè. Ồ, căn này mới xây nè, nó đang bảng bán nè. Nhà ngoài mặt tiền, nhà ngoài đường. Nó chạy ra là tới đường lộ rồi. Căn này thì nó cho một cái chỗ parking, một cái chỗ để xe ở đây. Tính ra được 3 xe, mình đậu được 3 xe. Mình đậu được 3 xe. Anh coi thử coi căn này nó bán nhiêu. Mình coi ở trên tra web coi tra cái căn này nó bán bao nhiêu ha. Nó hiện ở trên trang web á là hai căn này. Nhưng mà mình thấy căn này thì ok hơn, căn này nó to hơn. Với lại nó nhìn nó sáng sủa hơn.
Ồ cái căn này bạn 409 đô. 409 ngàn đô. 409 ngàn. 409 ngàn đô. 4.001 á. À 4.410. 4.001 á. 410. 410. 410. Nè 410 nè. Đó 410 căn này. Xây 2029. Bao nhiêu phòng á? 2024. Xây 20 mới xây cây này, căn này là mới xây thôi luôn. 400 mấy. Bao nhiêu phòng? 4 phòng 2 toilet. À, 4 phòng 2 toilet ha. Căn ở ngoài mặt đường. 4 phòng 2 toilet. 409.000 đô coi chứ 410.000 đô. À, căn này. Nhiêu? 306 hả? Căn đó căn cũ. Căn bên kia là căn cũ giá 306. Căn này là căn mới xây là 401. 2024. À. Xây 1959. À, đó, giá vậy đó, giá ở ngoài mặt tiền. Gia sale, gala sale. Đó, người ta đậu người ta mua, người ta coi quá trời nè. Mình vô mình coi thử cái. Hai. Không coi không dám cười. Hả? Gì? Đâu biết đâu. Ở đây người ta bán ống sữa đường nước nè. Không? Nó có để giá trên đó nữa kìa. Ờ. 35 đồng. Thấy rồi vô coi đi con. Đi vô trong coi đi con. Để mày quay cho cô chú xem coi trong đây nó bán cái gì trong đây. Ủa bán cái xinh nè. Cái xinh rửa 10 đồng à. Xinh rửa nước, rửa tay 10 đồng. Mấy cái đồ cắm điện, mấy đồ chụp á, chụp điện giá 5 đồng cái. Mấy cái khóa tủ. Mấy cái chốt nè, khóa tủ đồ. Một cái này này 1 đồng cái à. Bản lề gì á. Mấy cái chụp điện nè. Chụp ổ điện 5 đồng cái, 9 đồng cái có giá. Này cái máy cưa 10 đồng cái. Máy cưa 10 đồng, đèn led 5 đồng. Đây là máy in 20 đồng. Máy in 20 đồng cái. Rồi rồi, có rồi đó, có đồ chơi của ảnh rồi đó. How old is he? Two and a half. Two. Yeah. He sat down like he's reading. Yeah. I don't know anything. Ôi ơi. That is me. Yeah. Đi quay vòng vòng cho cô chú xem nè. Máy xay thịt thật à? Máy xay gì xay thịt nè. Có mấy đồ đựng cái mấy cái muỗng đồ này kia để mình đi picnic nè, mình đi cắm trại đâu á, 10 đồng một đồng một cái. Máy làm bánh 10 đồng cái. Này 20 đồng. Dĩa. Chén dĩa, này chén dĩa. Có cái đờn nữa. Đờn này đứt dây rồi. Nó bán giày nữa. Đồ khui rượu. Này bên đây chén dĩa. Cái quạt. Còn bên đây là ở đây là bán mấy cái gọ đờ, cái gì? Đồng hồ. Bán đồng hồ. Rồi bán cái đờ cái này bằng gỗ. Cái đờ cái gì? Cái kệ giường gì á. Rồi tủ. Ghế 6 đồng cái. Ghế 6 đồng. Này tủ. Tủ là bán rồi. Tủ có người mua rồi. Chữ xô. Có người mua tủ nè. Nó set 4. Nó set. Ủa ghế này 4 đồng hả? Ghế này 4 ngay ta. À set 4 cái.
tủ đâu này kia. À cái set 6 cái hả? À, nãy em tưởng nó 6 đồng chứ. Set 6 cái. Ờ. À. 4 cái. Ờ vậy thôi. Gala sale. Ở khu này nó bán. Bây giờ mình đi tiếp ha. Mình đi tiếp là cái khu đồ trò chơi. Chạy vô quay cho cô chú anh chị mình xem thử cái gara sale, cái gara sale ở ngay chỗ này nó bán. À, coi có gì không chứ mình cũng không có mua gì. Hả? Không mua gì trong đó. Hả? Ờ lê. Ở đây là lê nè. Trên nè. Đó. Zoom lại mới thấy được trái. Ở đây có cái táo nè. Biết cô chú thấy không? Có cái táo này để bẻ trái đây. Đó. Táo mọc ven đường. Ừ. Ơi, cái táo này nó ngọt. Ừ, ăn thử đi. Ngọt không? Ngọt hả? Ngọt không? Ngọt hả? Ok lên. Ngọt. Ngọt. Nè có mấy trái nữa nè. Ngọt. Đây một ven đường mình hái được. Để mình bẻ. Anh bẻ trái cho thay gờ đi anh. Ngọt không? Ăn coi. Ngọt không? Ngọt không? Hả? Ngọt không? Ngọt. Ngọt. Đi dạo một vòng thôi mà có trái gì hái trái đói ăn bạn. Trời thiếu ghê. Ok nè. Phái đi chơi lắm. Ông đẩy nãy giờ nó im ru là hiểu rồi đó. Đó. Trời ơi trời. Con nó nhìn kìa. Không thấy hai mắt nó nhướng mắt lên mới thấy. Nó bữa nay mình đi cái lễ hội này nè các bạn. Kenwood nè. Forfait. Forfait này food truck nè. Nó chở mấy đứa nhỏ đi. Cái chỗ này cái chỗ bật kinh xe. Chỗ để bật kinh. Rồi để mình vô mình xem coi có cái gì không nha. Nắng quá. Đấy. Food truck với lại chợ nông sản. Đó, chợ nông sản thì phía bên kia. Mình sẽ đi bên food truck trước nha. Rồi tí xíu nữa mình sẽ qua bên cái chợ nông sản xong rồi coi có bán cái gì không nha. Ở bên đó thì nó bán đá bào. À hả. Đá bào bên đây là bán burger. Hamburger. Xe này bán hamburger. Bây giờ là chỉ có đá bào với lại kem là ăn được rồi. Nóng quá mà. À. Bên đây bán taco. Bên đây bán kem nè, phải không? Cà phê. Kem. Ồ. Ờ barbecue. Barbecue nè. Đó, cái này 18 đồng. Nó có để giá cho mình đó nè, 12 đồng. 12 đồng. Lên đi mày đẩy con đi. Lên đi mày đẩy thay gà đi. Ừ. Ờ thấy rồi. Ờ. Có máy xe. Ở đây là bán popcorn. Bắp rang bơ. Bên xe bên kia bán barbecue luôn. Bộ này buổi chiều mình đi nó mới mát. Giờ đi nắng quá trời luôn. Giờ đi nắng quá trời. Đi kia phải ba kem không? Mình mua thử kem ăn đi. Đi.
chiều thì nó đông. Đó, ở đây người ta bán không phải kem, taco. Vô đây là bán kem nè. Asian food hả? Đồ ăn street food Manila popular. Cơm chiên, cơm chiên thịt nướng với lại chả giò, mì xào, xiên nướng. Ở đây bán kem nè. Nè, nó có để loại đây đây nè. Nó có để mấy cái loại nè, loại kem nè. Ừ, bánh nữa, kem với lại bánh nữa. Mình đang đứng đợi để mua đá bào ăn. Đá bào này nó được tự chọn nha. Mình mua rồi mình chọn mùi ở bên đây mình tự mình không thì mình mua mùa này ăn đá bào nó mới ngon nè. Trời ơi, nóng quá. King size. Excuse me. I want king cup. Yes. Ở đây nó có để giá 4 đồng, 5 đồng, 6 đồng, 7 đồng luôn. Đó. Ê, Tiger. Đấy con. Đó, đây mình lựa mùi bên đây nè, quá trời mùi luôn nè. Đứng đây đợi người ta đi con. Lên lên mẹ cho con lựa. Lên mẹ cho con lựa mùi. À, một cái size. Size king. Anh chọn đi anh, em canh thay gà cho. Ngọt lắm mà có ông ôi ôi có ông nữa kìa. Có mấy ông nữa kìa. Trời ơi thiệt tình luôn á chứ. Đừng có sợ. Ừ dâu. Thấy giờ con chọn gì thấy giờ? Blueberry. Nho. Dưa hấu nữa kìa anh. Dưa hấu đi. Rồi. Cái gì cotton candy à? Trời ơi sao cái màu vậy nó ra kỳ. Cái màu nó ra màu xanh luôn kìa. Rồi được rồi. Thấy gà, nhìn ba nè. Nè, nhìn ba làm cho con nè. Ngọt không? Không có ngọt hả? Kìa cho thấy gà nó húp kìa. Thấy gà. Wow. Thấy gà. Thấy gà. Đấy cái muỗng nó xài. Thấy gà. Đã ngon lắm con. Đã ngon lắm. Quẹ. Ở trước mà mình có chiếc xe cảnh sát. Nó đang cho khách vô tham quan nè. Cô chú anh chị mình lại mình xem nè. Có trò chơi đâu này kia nữa. À, xe cảnh sát. Mấy nhóc vô chơi cho mấy nhóc vô chơi. Cảnh sát kem quốc. Cho nó chơi bên đó đi. Con chơi đi. Nè vô đây nè, vô xe nè thấy gờ. Đó, xe cảnh sát nè thấy gờ. Mình tham quan chiếc xe cảnh sát nè. Đó, mình quay vòng vòng cho cô chú xem nè. Đó, xe cảnh sát của kem quốc mình nè. Thấy gờ. Chụp hình không rồi đứng đây mày chụp hình cho thấy rồi. Ừ.
out of the jail for a few minutes. Yeah. Đó, nó cho mình tham quan nè. Đó, xe cảnh sát nha. Hey, thank you, appreciate it. Cho mấy em nhỏ vô chơi, vô xem. If I had to pick one of the two, it's the one. That's a fan. Yeah. That's a fan. Đó, đằng sau xe đó bạn. Phía trong mà, phía trong xe. Phía trong xe. Thấy. Đằng trước tí xíu nữa mình sẽ đằng trước xe tí xíu nữa mình sẽ vô quay sau nha. Tại có mấy em nhỏ đang đang chơi nè, đang chụp hình nè. Tí xíu nữa mình sẽ vô quay sau và mình quay vòng vòng cho cô chú xem cái xe cảnh sát ở bên cái chỗ mình thôi. Xe cảnh sát ở trên bên bang mình. Mấy cái đèn này nó chiếu. Đó, lần đầu tiên mình đi chơi dẫn mấy đứa nhỏ, dẫn mấy đứa con mình đi chơi mà được review xe cảnh sát của Mỹ nha. Xe cảnh sát quận Kenwood mình cho cô chú anh chị mình xem nè. Quay cho cô chú anh chị mình xem. Có đèn quay đèn này kia. Phía sau là để chở phạm nhân. Ở phía sau hai cái ghế sau. Nó có cái vách ngăn. Vách ngăn với ở trước nó có kính luôn. Cái kính ngăn ở đằng trước xe luôn. Có kính ở trước. Lần đầu tiên phải gọi là lần đầu tiên được chạm vô được chạm vô xe cảnh sát Mỹ. Để mình nè, bên trong xe nè. Bên trong xe cảnh sát Mỹ có bộ đàm, có cái đồ bấm quay xe, cái đồ bóp quay xe, quay xe hai bên. Đó, bộ đàm này kia. Còn cái này là cái gì mình không biết. Chắc cái laptop để liên hệ với lại những nơi lân cận hay sao đó. Mình không rành nhưng mà mình chỉ quay phía trong xe của cảnh sát Mỹ cho cô chú anh chị mình xem để biết thôi. Mình không rành ở phía trong đây. Mình không rành những cái bộ phận này, mình không có rành. Mình quay cho cô chú anh chị xem. Wow. Là xịn sò. Giờ hai bạn già đang đứng ở ngoài canh thằng nhóc nhỏ nó chơi, nắng quá ăn đá bào, ăn đá bào cho nó đã khác. Trời ơi, lần đầu tiên được nhìn thấy xe cảnh sát Mỹ mà gần như vậy bạn, mà được quay được cho tất cả các chú anh chị mình xem ở cảnh xe cảnh sát Mỹ ở bên tiểu bang mình cho cô chú xe xem luôn. Cái này là để đụng người ta cho cái xe kia nó móp để... ở bên quận của mình, nó quận Kenwood. Lần đầu tiên nhìn thấy ha. Xe Mỹ nó có cục tắc. Để đụng nó đụng cho mấy cái xe kia nó móp. Cho mấy xe mà tội móp. Cho tham quan luôn, bữa nay cho được tham quan xe cảnh sát xe cảnh sát Mỹ luôn. Hãy
thường cái người bên trong mà cái cửa sau á không có mở được, không bên trong nó không có đồ để mở, chỉ có người đứng ở ngoài mở. Hay giờ nó không mê xe cảnh sát rồi, nãy giờ nó không vô được, nó chơi ở ngoài. Dễ thương. À, nhạc du dương mà nó ngủ đã rồi. Mát chứ bộ, mát quá trời luôn. Sập cái cửa xuống cho nó mát cho nó ngủ đã đó nè. À, quá trời. Buổi này buổi chiều đông lắm. Cái này giá cái này là bao nhiêu? 12 đồng. Cái này cũng 12 đồng luôn, hai cái là. Còn hai cái 12 đồng hả? 2 đồng mấy 25 đồng. Đồ Mỹ. Đây bấy nha, bấy nha. Cái này 12 đồng, 12 đồng đó. Phần vậy các bạn. Khoai tây 12 đồng phần luôn. Này khoai tây với thịt heo với chi. Ớt với nước sốt barbecue. Này thịt heo luôn mà nước sốt barbecue luôn. Đó 12 đồng. Trời ơi. Đi đâu ông tới đó à, tại nó có ly nước ngọt Sigo. Có ly Sigo mà nè, nó mấy ông nó theo hoài à. Ờ, bà biết rồi. Bây giờ ăn được gì ăn đi con. Ăn đi. Ừ. No, muốn quậy. Cái này nó ngọt nha. Cái khoai tây nó hơi giòn giòn thôi. Nhưng mà ăn với cái mấy cái thịt mà của họ làm với bạn nó hơi ngọt bạn. Không, nước sốt mà kêu quá. Thịt thì nó mềm. Thầy giờ ông ăn xé số ra luôn á. Con ăn khoai tây không? Con khoai tây đi con. Cái này ớt này mà con ăn à. Đó, vừa buổi một cái buổi cuối tuần dẫn hai đứa con đi chơi, nó sẵn quay cho cô chú anh chị mình xem rồi một cái lễ hội food truck ở bên cái chỗ mình đang sinh sống nè. Vừa ăn uống mà vừa được nghe nhạc rồi không? Review được xe cảnh sát đồ này kia luôn á cho cô chú xem. Để hỏi mùa thu. Qua đây ngồi đi. Qua đây ngồi đi. Đấy rồi. Ăn ngon, cái này ngon nè thấy rồi. Ăn khoai tây ngon nè con. Ăn khoai tây à. Kèn nó nhìn. Kèn nó nhìn. Ôi dồi ôi. Quá đã luôn. Có đều không cái. Đi ông kẻ bắt nè con. Thấy đâu ạ? À? Ở đây nè. Nó muốn chạy vòng vòng để cho nó chạy đi. Nó muốn chạy vòng vòng hết trơn. Cái dù này được mình chỉnh được nè. Một cái ly trà gì chanh vậy là 6 đồng các bạn. Wow, mát quá. Hay rồi. Chiên lên chế chi khoai phua phô mai với lại nước sốt barbecue với lại thịt heo mà nướng mà xé sợi luôn á, nướng mà nó nhừ luôn á, rồi với lại ớt nhưng mà mình kết hợp lại ăn rất là ngon. Phải chừng đổ nha con.
bây giờ thì mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các chú anh chị những video tiếp theo. Bye bye. Bye bye thầy Cần. Ở đây họ bán hoa, hạt giống. Ừ, hạt giống, hoa đồ, ớt đồ nè. Đây bán đồ đăng len. Bên đây là bán đồ dụng cụ pha cà phê, bánh trái, nón len, đồ đăng len không à. Rau củ quả. Rau củ quả và ớt đồ này kia.